án mạng kinh hoàng khiến hai vợ chồng bị giết, hai con nguy kịch. Thông tin ban đầu khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 6, người dân ở đội 5 thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà vợ chồng anh Tê, 45 tuổi. Chạy đến kiểm tra, hàng xóm phát hiện anh Tê nằm chết ngoài vườn, người vợ tử vong trong phòng tắm. Trên người có nhiều vết thương, máu đổ khắp nơi. Riêng hai con nhỏ 4 tuổi và 7 tuổi của vợ chồng anh Tê bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Một người dân phát hiện sự việc cho biết mọi người đều kinh hãi khi đến hiện trường. Khắp nhà đầy vết máu, anh Tê dù bị thương nặng vẫn cố lao ra khỏi nhà kêu cứu, sau đó tử vong. Thời điểm đó, nhiều người còn nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, người dính đầy máu vẫn ẩn nấp trong nhà. Sự việc được trình báo công an. Nhận tin báo, Công an Quảng Ngãi cử lực lượng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm kẻ sát nhân.